Sang câu thứ hai. Có Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy, con là Phật tử ở Phúc Thọ, Hà Nội. Con theo đạo tràng ở quê con có khoảng 20 người tu về tịnh độ. Bắt đầu thì đọc kinh Phật thuyết Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Và bây giờ được nghe các cư sĩ giảng về pháp môn niệm Phật và hộ niệm cho người sắp lâm chung. Các cư sĩ khuyên chúng con không nên tụng kinh và đi nhiều đường, nhiều pháp môn, kể cả pháp hội cũng không nên đi vì sẽ bị vong ám vào mình, sẽ bị phân tâm tu tập, chỉ nên chuyên đi một hướng niệm Phật và đi hộ niệm thì mới được vãng sinh, có đúng không ạ? Sai. Đọc xong câu hỏi thầy trả lời ngay, không cần chần chừ một phút, là sai. Vì sao mà sai? Vì chúng ta phải nghe lời Phật dạy, nghe lời chư Tăng dạy. Ở đây nói là cư sĩ dạy như thế là không đúng rồi. Cư sĩ họ cũng như chúng ta thôi, họ cũng là Phật tử như chúng ta. Và chúng ta gì? Như vậy là chúng ta vô hình dung chúng ta thấy gì? Không tụng kinh, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, không tụng kinh. Không thì nói là gì? Không đi nhiều đường, không tu nhiều pháp môn, không theo nhiều đường, không đi nhiều đường, không nhiều pháp môn, kể cả pháp hội cũng không đi. Tức là gì? Pháp hội thường hay tổ chức ở chùa chiền, ở chùa, do sư làm gì? Làm chủ sám, do chư Tăng làm chủ sám, mà bây giờ cũng cấm luôn nữa. Tức là gì? Ly Tăng. Đây là một cái học thuyết của một số các vị cư sĩ này, là không quy kính trọn vẹn lời Phật dạy đối với Tam Bảo. Đó là chỉ học Phật thôi, bỏ luôn cả Pháp. Kinh Phật là gì? Là Pháp. Kinh luật luận chính là gì? Là Pháp, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Hoặc rằng chư Thánh Tăng, chư Thiên nói ra đã được Đức Phật ấn chứng. Đó gọi là gì? Pháp, drama. Tiếng Phạn là drama, có nghĩa là gì? Nhậm trì tự tính, quý sinh Phật giả. Đó là gì? Pháp. Chúng ta là đệ tử Phật, không học Pháp, chỉ một câu A-di-đà Phật thôi. Như vậy chẳng khác nào chúng ta sinh những đứa con chúng ta ra, chúng ta không cho nó đi học mẫu giáo, không cho đi học vỡ lòng, không cho đi học lớp 1, lớp đến lớp 12, không cho vào trung cấp, cao đẳng, đại học. Và chúng ta chỉ nói gì? Cần gì phải học, chỉ cần ở nhà là gì? Theo bố mẹ, để gì? Theo chân con trâu, theo đuôi con trâu đi cày là gì? Đồ ăn rồi. Đúng thật, chả cần phải học, chả cần biết đọc, chả cần biết viết, chỉ cần theo gì? Theo cha mẹ, theo sau con trâu đi cày cũng đủ ăn. Đúng, đủ ăn. Nhưng cả một dân tộc, cả một đất nước, cả một xã hội không ai đi học, chỉ có đi theo sau con trâu con cày, theo sau đuôi, theo đuôi con trâu để đi cày, để đủ ăn. Có không? Một đất nước đó có phát triển không? Một đất nước đó thì có thịnh vượng không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Phật Pháp chúng ta cũng vậy. Nếu trên 2.500 năm trước, nếu trên 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy rằng chỉ cần một câu A-di-đà Phật, không cần tụng kinh, không cần dùng pháp hội, không cần nghe Pháp, chỉ một câu A-di-đà Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Và chỉ cần một câu A-di-đà Phật đi chờ niệm cho nhau là được. Còn đi pháp hội sợ ma ám vào, vong ám vào thì làm tâm ta tạp loạn. Chỉ cần một câu như vậy thôi. Xin thưa các quý vị, Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta không phải vất vả 49 năm theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, 45 năm theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó. Ngài không phải mất 49 năm. Sáng trưa chiều tối, ngày ba thời thuyết Pháp giáo hóa độ sinh, đều đều như vậy. Sáng thuyết Pháp cho chư thiên, từ sáng sớm khi Ngài còn thiền định để thuyết Pháp cho chúng chư thiên và các vị Bồ Tát khắp mười phương vân tập để nghe Pháp. Buổi gì? Giữa buổi sáng từ 7 đến 9-10 giờ thuyết pháp cho chư tăng. Đến giờ chay ngọ 11 đến 12 giờ đi khất thực và thọ chay. Về nghỉ ngơi một chút, từ 2 giờ đến khoảng độ 4-5 giờ thuyết pháp cho hàng vua chúa quan lại tín đồ Phật tử. Và đến chiều tối lại gì? Lại thiền định để thuyết pháp độ cho gì? Chúng quỷ thần. Ngày mấy thời thuyết pháp như vậy. Nhưng bình thường thì ngày phải 3 thời thuyết pháp. Chúng ta thấy vậy ngày phải đi gì? Nhọc, mệt mỏi, mất thời gian để thuyết pháp giáo hóa độ sinh làm gì? Ngài chỉ cần bảo ai đến, Ngài cũng chỉ cần một cầu A-di-đà Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Mặc dù xin thưa các vị, tôi là gì? Là trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, dẫn dắt cho hàng vạn Phật tử gì? Niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà tôi thấy thì cái chủ thuyết, cái Phật tử đưa câu hỏi này mà là có các cư sĩ giảng bảo trước đây đạo tràng Phật tử này khoảng độ trên dưới 20 người chuyên tu tịnh độ, hay đọc dùng kinh Phật thuyết Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tụng kinh và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhưng gần đây thì có các cư sĩ giảng và khuyên gì cũng không nên tụng kinh nữa, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, cũng không nên gì đi pháp hội nữa, vì nói đi pháp hội sẽ bị ma ám vào. Chỉ một câu A-di-đà Phật, và chỉ có gì? Chỉ có được đi là trợ niệm cho người lâm chung thôi. Thì tôi xin thưa các vị, người lâm chung đó là gì? Là ma đấy. Thì không sợ cái người đó nó ám vào. Có phải ai các vị đi trợ niệm cho họ cũng được giải thoát đâu. Không phải là đi trợ niệm cứ thân mềm hơi ấm ở đỉnh đầu là gì? Là vãng sinh. Không phải. Cả đời người đó không biết gì Phật Pháp, không tu tập gì cả. Chúng ta đến trợ niệm, tất nhiên họ có công đức, thân mềm, hình tươi, ấm ở nơi đỉnh đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói, không phải tất cả các trường hợp đều vãng sinh. Họ sinh thiên, họ sinh lại làm người cũng được. Nhưng Hòa Thượng nói thì rất may mắn là gì? Họ sẽ không bị đọa trong 3 đường ác. Chúng ta đến trợ duyên cho họ, trợ niệm cho họ, đấy là tốt. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, nếu nói theo gì? Phong tục văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta. Đó là một nghĩa cử cao đẹp. Nói theo Phật giáo đó là gì? Chúng ta đi gieo một cái duyên lành rất tốt, rất thù thắng cho những người bệnh nhân ấy, cho những người sắp quá cố và vừa quá cố ấy. Rất tốt. Chúng tôi nói là rất tốt. Nhưng đừng có nghĩ rằng chúng ta đến chúng ta niệm cho họ 8, 12 đến 20 tiếng đồng hồ như vậy họ về Tây Phương. Tôi nói với các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ một cô hay một cậu, con trai nó đang thất tình chẳng hạn, nó đang đau khổ chẳng hạn. Nào, các quý vị đến đi, 5 người, 10 người, 20 người, 30 người đến để thay nhau trợ niệm, niệm Phật cho nó. Bảo gì? Nó ngồi nó khóc tu tu ở giữa, các vị vây quanh tròn nó và các vị niệm Phật cho nó 10 tiếng, 20 tiếng. Xong rồi hỏi nó xem, hết chưa? Hết phiền não vì thất tình chưa? Hết đau khổ vì thất tình chưa? Chắc chắn nó chưa. Nó chưa. Mặc dù cái câu niệm Phật rót vào tai nó có duyên đấy, nhưng mà cái tội nghiệp, cái phúc báo của nó, cái sự đau khổ của nó không thể diệt hết một lúc mà xong cả. Hay bây giờ tôi nói với các quý vị, một người thì họ đang bị bệnh, ví dụ họ đang đau bụng chẳng hạn. Đau bụng do ăn gì ạ? Ăn phải thức ăn không sạch chẳng hạn, họ đau bụng đi ngoài. Chúng ta đến, mấy chục người đến, chúng ta thay nhau để trợ niệm để người đó có thể gì? Hết cái đau bụng đi ngoài đó không? Chắc chắn không. Nhưng nếu mà là người đó là một Phật tử thuần thành, mặc dù họ khi đó thì họ không khỏi cái việc đau bụng đi ngoài đó, không khỏi, nhưng họ thấy là tâm họ an. Và họ thấy gì? Đỡ gì? Lo lắng. Tâm họ an hơn, họ đỡ lo lắng. Thì họ đỡ bị gì? Họ cảm thấy đau thì họ vẫn đau, đi ngoài vẫn đi, nhưng mà họ gì? Đỡ lo lắng, đỡ sợ sệt. Có công đức, có lợi ích. Nhưng mà đừng có nói rằng chúng ta gì đến làm như vậy mấy tiếng đồng hồ là gì? Họ được vãng sinh ngay. Không có đâu. Thế nào là trợ niệm? Chúng ta hiểu thế nào là trợ niệm? Trợ tức là gì? Là trợ giúp. Chúng ta đem câu Phật hiệu để trợ giúp cho họ được gì? Họ được tĩnh tâm. Họ giữ được cái gì? Cái tâm nguyện, tín nguyện hạnh mà trước đây họ quy Tam Bảo, họ học pháp môn Tịnh Độ, họ niệm A-di-đà Phật để cầu nguyện vãng sinh. Nay thân thể của họ thì đối trước cái cảnh gọi là sinh ly tử biệt, thập tử nhất sinh đó, thường là họ lo lắng, họ sợ sệt, họ bồn chồn, họ đau khổ, họ tiếc nuối. Nay chúng ta đem câu Phật hiệu khuyên bảo họ hãy buông tất cả đi, hãy nhớ đến hành nguyện vãng sinh của mình, và hãy nhớ rằng gì? Nếu nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sinh, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp rước gì? Sẽ tiếp rước bạn. Bạn hãy gì? Hãy buông tất cả. Gia đình, con cái, chồng con, tiền tài của cải vàng bạc bây giờ không giải quyết được gì nữa, vì bạn đã bị một gì? Thân thể của bạn đang bị một căn bệnh rất nặng, vô phương cứu chữa. Vậy hãy buông tất cả, để lại sau lưng tất cả, để nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Đó là giải pháp duy nhất, biện pháp tốt nhất đối với gì? Với bạn bây giờ. Không còn phương pháp nào hơn. Nếu còn phương pháp hơn, người thân và gì? Và bạn bè chúng tôi đã giúp bạn được rồi. Nhưng bây giờ không còn nữa. Vậy một phương pháp tốt nhất đó là niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Người đó, bệnh nhân đấy, họ thấy lời dạy của chúng ta là đúng, lời khai thị của chúng ta là gì? Là đúng. Họ không còn một phương thức nào có thể gì hơn, đó là gì? Chấp nhận A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Lúc đó chúng ta niệm cho họ mới gì? Mới được. Đó mới có cơ hội đới nghiệp vãng sinh. Đó mới có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi vừa qua đi họp, nghe thấy các quý thầy, đặc biệt là ở các khu vực Tây Nguyên, vì chúng tôi làm ở cái Ban Ấn Phật tử Trung ương mà phụ trách cái mảng văn phòng nữa, cho nên là các thầy sau khi mà đi chưa ra mắt hoặc trong cái lúc chờ đợi các nói chuyện với nhau, biết chúng tôi gì? Ở miền Bắc, lại biết tôi là gì? Trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam nữa. Các thầy khi biết tôi như vậy, các thầy nhìn tôi bằng con mắt: thầy có tu giống thầy mấy thầy tu theo Tịnh Độ ở trong Đà Lạt không? Hay là tu theo mấy đạo tràng Tịnh Độ ở ngoài miền Bắc không? Đặc biệt là thầy trưởng ban trị sự Phật giáo, trưởng ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Gia Lai, và 2-3 cái tỉnh nào đằng trong hôm đấy tôi không nhớ rõ, nhưng mà mấy thầy ngồi với nhau. Khi nghe tôi nói là biết là tôi chuyên tu về Tịnh Độ. Các thầy hỏi tôi là có giống với một vài đạo tràng của mấy thầy ở trong gì? Trong Đà Lạt không? Trong khu vực Lâm Đồng không? Và có giống mấy đạo tràng Phật tử ở ngoài phía Bắc không? Chủ thuyết về gì ạ? Là Phật tử không cần phải đến chùa không? Chỉ cần tu ở nhà và không cần phải học giáo lý nữa không? Không cần phải thân cận chư tăng nữa không? Và chỉ cần các Phật tử thành lập lên các đạo tràng, đi đến cộng tu với nhau, chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật, không cần tụng kinh. Nếu có tụng kinh, chỉ một bộ kinh duy nhất là kinh Vô Lượng Thọ không? Và đề cao cái vấn đề đi trợ niệm, nói rằng đi trợ niệm thân thể mềm mại, đầu ấm là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và vỗ tay đôm đốp với nhau được vãng sinh được không? Thế tôi cười, tôi bảo các thầy nghĩ con thế nào? Thế có một thầy bảo là chúng con nghe thấy thầy giảng rất nhiều ở trên YouTube, trên các trang mạng xã hội, cũng như là ở trong cái trang web của nhà chùa. Chúng con cũng theo dõi, chúng con thấy rằng chắc thầy không phải là một con người như thế. Thế tôi mới nói là bạch các quý thầy, nếu con là một con người như thế, hôm nay con được ngồi đây với các quý thầy hay sao? Con có thể được ngồi đây với các quý thầy hay sao? Chắc chắn là không. Vì nếu con là một gì? Một tu sĩ, là một vị tăng, một vị chức sắc trong giáo hội, mà đi khuyên các Phật tử là gì? Là ly tăng, ly giáo hội, để chỉ thành lập các nhóm ở đạo tràng và không tụng kinh, không nghe giảng, không thân cận chư tăng, chỉ có ở trong các đạo tràng của mình á, và gì và tu, và có người sắp chết và có người chết đi trợ niệm giúp đỡ cho nhau, thế là vỗ tay bảo thân thể mềm mại hơi ấm là vãng sinh. Không có. Chắc chắn là nếu mà con là người như vậy hôm nay con không có mặt ở đây. Và các thầy xong qua nói chuyện lại, các thầy mới bức xúc, các thầy mới bảo rằng đó, năm 2016 thầy trưởng ban dân Phật tử của cái tỉnh đó, thầy nói với tôi là năm 2016 chính con là người đứng lên, con bảo lãnh cho một cái đạo tràng tịnh độ ở miền Bắc đi vào đây á, để vào tỉnh của con á, để truyền bá, để giảng các phương pháp trợ niệm để cho các Phật tử ở trong tỉnh con này, vì các tỉnh con nó cũng có rất nhiều các nhóm đạo tràng nhỏ tu tập ở tại gia, và cũng chủ thuyết là gì, ly tăng, tức là không tới chùa, không tới chùa tức là ly tăng rồi, không cần nương vào Tam Bảo nữa, mà chỉ cần gì, thậm chí không cần nương vào gì Pháp Bảo nữa, không học kinh, không đọc kinh, thế là không cần nương vào Pháp Bảo nữa, chỉ cần một câu A-di-đà Phật thôi. Bảo ai dạy như thế? Bảo Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế. Tôi cười, tôi bảo không, Hòa Thượng Tịnh Không không dạy như vậy. Nếu Hòa Thượng Tịnh Không mà dạy như vậy á, thì các vị xem thôi nha, đến hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài giảng đủ các loại kinh sách của nhà Phật. Kim Cương, Kinh Kim Cương Ngài dạy này, Kinh Địa Tạng Ngài dạy này, Kinh Lăng Nghiêm Ngài dạy này, Kinh Lăng Nghiêm chuyên về thiền Ngài dạy, Kim Kim Cương cũng chuyên về thiền Ngài dạy. Đó. Và các giáo lý căn bản Ngài cũng dạy. Chỉ có mấy năm gần đây Ngài mới gì, Ngài chuyên sâu về giảng về Kinh Phật thuyết Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Khoảng độ tầm trên 10 năm nay Ngài chuyên giảng một bộ kinh đó. Còn trước đây đó, các bộ kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa Ngài đều có thể giảng. Kinh Nha Hàm Ngài cũng giảng. Thậm chí là gì, tôi còn được nghe Ngài giảng cả kinh gì ạ? Kinh Thánh. Ngài giảng cả kinh Thánh về đạo gì? Đạo Tin Lành. Ngài giảng cả kinh Thánh về đạo Hồi. Ngài đến giảng kinh gì? Kinh Thánh của đạo Hồi ở tại nhà thờ của đạo Hồi. Ngài giảng kinh gì? Tân ước, Cựu ước ở tại nhà thờ của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Vậy mà bây giờ là gì? Các Phật tử, một số các Phật tử, các cư sĩ chụp mũ cho là gì? Hòa thượng giảng chúng ta nhất môn thâm nhập, chỉ một câu A-di-đà Phật thôi không được gì, được tu tạp. Không hiểu ý của Hòa thượng dạy. Kể cả vị tăng nào mà chỉ nghe thêm một cái đoạn, hay là nghe thêm một quãng đời lúc về gì tuổi cao của Hòa thượng, khoảng độ chục năm nay Hòa thượng giảng về bộ vô lượng thọ, Hòa thượng chỉ tán dương khen ngợi về bộ vô lượng thọ, và cũng chỉ cho là chỉ cho mọi người, cho Phật tử, cho đạo tràng mình chỉ có được tụng một bộ vô lượng thọ thôi. Đó gọi là nhất môn thâm nhập, không được học cái gì khác nữa, cũng không được đi đến chùa khác để thân cận các sư khác, sợ rằng là gì, là các Phật tử của mình học tạp. Sai, rất sai. Nghe Hòa thượng Tịnh Không giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói là Ngài khuyên các Phật tử gì, bất cứ ở nơi đâu có đạo tràng mới, có chư tăng gì lên để học giảng kinh, các vị pháp sư, các vị tân pháp sư mới lên học giảng kinh, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta nên đến đó để gì, để tùy hỷ, để làm cho đạo tràng trang nghiêm, để thính pháp, để tùy hỷ, để làm cho đạo tràng trang nghiêm. Cho nên chúng ta thấy các kinh điển của Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thuyết kinh, chư Phật thập phương, 10 phương chư Phật và chư Bồ Tát, 10 phương vân tập về thế giới Sa Bà, chúng ta để làm gì? Để cho đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Sa Bà này được trang nghiêm. Đó chính là thường pháp của chư Phật. Đó chính là sự tùy hỷ của gì? Của chư Phật, chư Bồ Tát. Này ta không vậy. Tại sao ta lại đi cấm Phật tử của mình là không được đến đạo tràng khác, không được đến nghe các quý thầy giảng kinh khác? Cho đi nghe. Tôi đây gì? Đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên chúng tôi đây ạ, khuyến khích các Phật tử đi thăm và đi chiêm bái, đi đỉnh lễ, đi cúng giảng, đi thân cận các vị pháp sư, các vị gì hòa thượng, các vị thượng tọa. Đặc biệt là nơi đâu có pháp hội, nơi đâu có gì có bài, có các quý thầy đến giảng, chúng tôi thì khuyến khích các Phật tử đến nghe. Có điều kiện thì cúng giảng, không có điều kiện thì đến gì để tùy hỷ, để thính pháp, để làm cho đạo tràng trang nghiêm. Đối với Phật tử của chúng tôi như vậy, luôn luôn khuyến khích như vậy, khuyến hóa như vậy. Đâu có phải của mình đâu mà mình giữ. Mà mình muốn giữ, mình không có phúc báo thì giữ không được. Không có phúc, không có đức, không có trí tuệ, không có đạo hạnh, không có giới phẩm thì giữ không được. Đó. Cho nên ở đây Phật tử nói rằng là kể rằng là kể cả pháp hội cũng không nên đi. Thế hỏng rồi. Tu theo gì? Xưng là gì? Là đệ tử tu theo Tịnh Tông của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không là người gì? Khuyến hóa tăng ni Phật tử trẻ trên toàn thế giới tổ chức pháp hội, đặc biệt là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Nay nói là mình là đệ tử, xưng là mình là đệ tử tục gia của Hòa Thượng. Hòa Thượng khuyến khích là gì? Tăng ni trẻ trên toàn thế giới, ai mà làm được pháp hội Trung Phong, ngài gì? Ngài nói rằng ngài dùng tất cả tấm lòng thành kính để đỉnh lễ vị đó, mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng ở trong gì? Trong sâu thẳm tạng thức, a lại gia thức và Phật tính của ngài, ngài cung kính đỉnh lễ, tán dương, khen ngợi vị tăng ni ấy. Chúng ta theo đối Phật tử, Hòa Thượng bảo là phải nên đến để tùy hỷ, để thân cận, để cúng dường, để làm cho đạo tràng, để làm cho pháp hội đấy được gì? Được trang nghiêm, được thanh tịnh. Đó chính là gì? Phật Pháp hưng thịnh vậy. Làm cho Phật Pháp hưng long vậy. Tăng khen tăng thì làm cho Phật Pháp hưng long. Đạo tràng này hòa hợp thanh tịnh với đạo tràng kia để cùng nhau hoằng Pháp, cùng nhau đem ánh sáng của Đức Phật đến với những người chưa đủ duyên, chưa có niềm tin với Phật Pháp. Đó chính là gì? Làm cho Phật Pháp hưng thịnh vậy. Cho nên nếu mà Phật tử mà nghe cái vị cư sĩ nào mà khuyên chúng ta gì không nên tụng kinh, không nên nghe Pháp, không nên gì đi dự Pháp hội, vì đi dự Pháp hội là sẽ bị vong nó ám vào mình như vậy, tốt nhất đừng bao giờ nghe vị đó giảng nữa. Vì sao? Vì vị đó đi sai Pháp rồi. Xưng là đệ tử tu theo pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không mà không hiểu được lời của thầy tổ mình giảng như thế nào. Hôm tôi đi họp buổi lễ ra mắt Ban Dẫn Phật tử Trung ương ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khi các quý thầy thì rất bức xúc để chỉ trích một cái đạo tràng ở ngoài Hà Nội chúng ta, ở miền Bắc chúng ta, đi vào trong kia tổ chức xong rồi thì xong rồi một cái thì bắt đầu là quay ra là sau này chủ thuyết là gì? Cũng ly tăng. Khi mà tăng chúng ở trong đó chấp nhận cho sinh hoạt đạo tràng rồi một cái thì là chủ thuyết là gì? Ly tăng. Cũng chủ thuyết là gì? Không phải không đi nghe kinh, không ra chùa tụng kinh nữa, không ra chùa làm công quả nữa, mà chỉ cần gì? Ở nhà chuyên tu một câu A-di-đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chờ Phật đến đón đi. Xin thưa các quý vị, tôi khẳng định rằng A-di-đà Phật sẽ không đón những người đó, mà thiên ma ba tuần sẽ giả A-di-đà Phật đến đón những người đó. Vì sao? Vì chúng ta làm, cái gốc của chúng ta làm là gì? Làm trái với lời Phật dạy thì không bao giờ Phật lại đến đón chúng ta. Vị thầy của chúng ta đó là gì? Là bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy tăng. Hòa thượng bản sư của chúng ta là Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì? Quy kính Tam Bảo. Hòa thượng khuyên chúng ta gì? Nên làm các pháp hội, đặc biệt là pháp hội Trung Phong, để độ âm độ dương. Để giáo hóa cho gì? Những người, những chúng sinh còn cang cường, khó độ, chưa tin vào Tam Bảo. Vậy mà nếu mà gì? Chúng ta thì ai ai cũng ở trong đạo tràng của mình để tu, không ai đến pháp hội, không ai đến chùa nữa, thì làm sao có đạo tràng trang nghiêm, làm sao có đạo tràng thanh tịnh để cho gì những người khó hóa độ họ được độ thoát. Không ai đến chùa nữa, ngôi chùa chỉ có gì một vị sư và vài bà vãi quét lá đa ở trong chùa thôi. Phật pháp có hưng thịnh không? Chắc chắn không. A-di-đà Phật, nếu Ngài vẫn đến tiếp rước những cái người Phật tử tu theo con đường tu theo một cái ly tăng ly tự như vậy mà tu, A-di-đà Phật vẫn đến tiếp rước á, thì chắc chắn không có một lý nào. Vì rước hết những cái loạt người đó khiến cho Phật pháp gì bại hoại ở nhân gian này vậy. Vì có ai đến chùa nữa đâu, những vị đó vãng sinh hết rồi, chẳng ai đến chùa, chẳng ai tiếp nối nữa hết. Cho nên A-di-đà Phật không bao giờ làm điều đó, chắc chắn đấy các quý vị. Cho nên gì giáo pháp của Đức Phật là phải được tiếp lửa, phải được truyền nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thế hệ khác lại sang thế hệ khác nữa, cứ như vậy tuần tự mà truyền. Vậy nay chúng ta không học kinh, không tụng kinh, chỉ một câu A-di-đà Phật, chúng ta chết, chúng ta vãng sinh đi rồi thì gì còn ai là người truyền nữa? Không ai truyền nữa. Chúng sinh sẽ mê mờ, sẽ đi vào chỗ màn đêm đen tối vô minh, không có chính pháp xoay đường. Nghe pháp, nghe hòa thượng giảng là phải hiểu. Cho nên tôi ở trong kia lúc ngồi chơi với các quý thầy trong kia một chút, tôi nói chuyện: con đã sang tận nơi pháp hội của Hòa Thượng Tịnh Không ở Hồng Kông, tu một tuần ở bên đó. Con đã cũng nghe pháp của Hòa Thượng giảng từ năm 2012 đến nay. Hòa Thượng không bao giờ chủ thuyết là gì? Là không cho tăng ni và Phật tử học các bộ kinh khác. Nhưng Hòa Thượng nói là khi học bộ kinh nào thì nên gì ạ? Nên học cho gì ạ? Cho thuần thục bộ kinh đó. Ví dụ Hòa Thượng khuyên các Phật tử học bộ kinh Phật thuyết Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, thì nên gì? Chuyên sâu, chuyên tâm vào bộ đó. Bao giờ thì mình học và hành được chuyên được sâu rồi thì gì? Mình có thể chuyển bộ kinh khác được. Ví dụ như Hòa Thượng giảng Kinh Địa Tạng, Hòa thượng gì tán dương khen ngợi về Kinh Địa Tạng. Hòa thượng nói gì bất cứ ở đạo tràng nơi đâu tôi giảng, các vị về nghe lại mà xem. Đây là lời Hòa thượng giảng ở trong Kinh Địa Tạng. Hòa thượng giảng gì bất cứ ở đạo tràng nơi đâu tôi xây dựng, tôi mở mang, thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là Kinh Địa Tạng. Các vị nhớ nhé, cái lời khẳng định của Hòa thượng là gì? Nhất định phải là Kinh Địa Tạng, đâu có phải là Kinh Vô Lượng Thọ, hay đâu có phải là Kinh Lăng Nghiêm. Hòa thượng nói là nhất định phải là Kinh Địa Tạng. Có nghĩa là bất cứ đạo tràng nơi đâu Hòa thượng mở ra, ví dụ ở Úc Châu, ở Mỹ, ở Canada, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, vân vân, nơi nào có đạo tràng của Ngài mới thì cái bộ kinh đầu tiên Ngài giảng đó là bộ Kinh Địa Tạng. Nhưng chúng ta thấy mấy năm gần đây, từ năm Hòa thượng trên 80 tuổi thì Hòa thượng đấy cũng ít đi lại ở các nước trên thế giới. Hòa thượng chuyên nhập thất và chuyên sâu ở trong phòng để giảng một ngày mấy tiếng, thì Hòa thượng chuyên giảng về Kinh Vô Lượng Thọ. Thì Hòa thượng gì? Đương nhiên Hòa thượng tán dương khen ngợi và khuyến khích mọi người trì tụng Vô Lượng Thọ. Còn trước đây khi Hòa thượng giảng Địa Tạng thì Hòa thượng gì? Tán dương khen ngợi và khuyến khích mọi người thọ trì, đọc tụng và làm theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đó, cho nên khi nghe chúng tôi nói như vậy và các quý thầy ở trong kia nói gì, vậy mà các Phật tử cứ nói gì? Hòa thượng nói là không cần phải học kinh, mà nếu có học chỉ học một bộ Kinh Vô Lượng Thọ thôi, và chỉ gì niệm một câu A-di-đà Phật thôi để cầu vãng sinh, không cần phải học kinh khác. Tôi bảo các thầy chỉ nghe người ta nói, nhưng đây là gì? Con nghe người ta giảng, nghe Hòa thượng giảng, và đã từng đọc và nghiên cứu rất nhiều những bài, nghe và đọc nghiên cứu rất nhiều bài giảng và những sách Hòa thượng viết rồi. Hòa thượng giảng cả Hoa Nghiêm, giảng cả Kinh Hồi giáo, giảng cả kinh của Thiên Chúa giáo, đâu có phải là chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ đâu các quý vị. Và tôi nói các thầy không tin có thể vào mạng search ra mà xem. Hòa thượng thì có hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn bài giảng, giảng ra rất nhiều bộ kinh. Bộ kinh nào hòa thượng cũng giảng được. Đó. Vậy mà bảo hòa thượng không học sao? 10 năm học với ngài Lý Bỉnh Nam, chỉ có học và học giảng thôi. Học để giảng, để làm pháp sư. Đó, cho nên ở đây chốt lại cái câu hỏi thứ hai của Phật tử này thì thầy nói là sai. Đọc xong thầy nói thì là sai luôn, không cần một giây suy nghĩ, sai. Vì sao thầy không cần một giây suy nghĩ mà vẫn biết nó là sai? Vì bản chất nó là sai. Sai với gì? Sai với bản ý của Phật. Sai với giáo lý của gì? Của Phật Đà. Cho nên nếu mà Phật tử, đạo tràng của Phật tử hoặc là bất cứ đạo tràng nào hoặc Phật tử nào mà tu theo cái cách như vậy, ly tăng chỉ cần ở nhà mà một câu A-di-đà Phật và đi chờ niệm cho nhau để chờ vãng sinh nhá, tôi khẳng định A-di-đà Phật không tiếp rước như người đấy. Mà thiên ma ba tuần giả A-di-đà Phật để rước người đó đó. Các vị muốn minh chứng lời tôi nói sai hay nói đúng, hãy nhìn vào cái sự tu tập của các Phật tử ấy. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm. Chỉ một câu A-di-đà Phật mà tu theo như vậy, hết sân chưa? Chưa hết sân. Chưa hết sân. Mà chưa hết sân có nghĩa là gì? Mình học pháp chưa đúng vậy, mình tu tâm gì chưa chuẩn vậy. Cái tâm của mình chưa điều phục được thì làm sao điều phục được tâm của chúng sinh? Các vị nghĩ xem. Cái tâm của cái vị đi chờ niệm đó còn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đầy dẫy ra đó, thì làm sao có thể cảm hóa và điều được tâm của gì? Của người khác. Không có. Mình tu sai. Mình tu sai pháp. Một câu A-di-đà Phật đúng, rất đúng. Một câu A-di-đà Phật là được vãng sinh. Nhất tâm như vậy là được vãng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu thế nào là một câu A-di-đà Phật. Cả đời học và nghiên cứu và trì niệm một câu A-di-đà Phật để hiểu đúng được nó, đúng được bản chất của câu A-di-đà Phật không phải gì dễ đâu các quý vị. Không phải dễ. Cho nên ở đây thầy khuyên đạo tràng này là thôi, đừng có nghe mấy cái vị cư sĩ giảng cái kiểu như thế nữa. Các quý vị sẽ đi vào đường tà hết đó. Sau này đi vào trong A Tỳ Địa Ngục á, chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc đâu. Chắc chắn đấy. Vì sao mình đi sai đường mà cứ nghĩ là gì? Mình đang đi đúng. Nhất tâm niệm Phật, nhưng phải nghe pháp, phải hiểu pháp, phải giữ được tín nguyện hạnh cho kiên cố. Chúng ta có thể thân thừa hằng hà sa số chư tăng, gần gũi gì, nghe gì, vô lượng gì, chư Phật, chư Tăng, chư Bồ Tát thuyết pháp, nhưng tâm của chúng ta vẫn không động, nguyện của chúng ta vẫn không đổi, ý của chúng ta vẫn gì, vẫn không rời, vẫn một câu A-di-đà Phật để cầu vãng sinh Tây Phương. Đó mới là người học Phật chân chính. Nghe tất cả pháp, nghe để làm cho tâm chúng ta sáng ra. Nghe để gì ạ? Nghe để trợ tuyên chính pháp của Đức Phật. Nghe để hộ trì Phật pháp. Nhưng pháp môn tu của chúng ta, tu gì thì tu, đều hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả các việc thiện, việc lành chúng ta đều hồi hướng trang nghiêm về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe đạo tràng ở đâu tổ chức pháp hội, chúng ta đến để tùy hỷ, để làm cho đạo tràng trang nghiêm lên. Không cứ chúng ta đến là phải có tiền cúng dường mới là đến dự pháp hội đâu. Không cần thiết. Chúng ta đến, chúng ta có mặt, chúng ta ngồi đó. Đáng nhẽ đến đó gì còn trống một cái ghế, trống 10 cái ghế, trống 100 cái ghế, trống 1000 cái ghế. Có một người đến thì một cái ghế trống được lấp thêm một Phật tử vào. 10 người đến thì 10 người gì lấp thêm cái và 10 ghế trống của Phật tử, cái 10 ghế trống đó vào. 1000 người đến thì 1000 người lấp 1000 cái ghế trống đó vào. Đạo tràng chắc chắn trang nghiêm. 1000 người, 1000 cái tâm, của Phật tử đó, nhất tâm để A-di-đà Phật, làm cho cái tiếng niệm Phật, làm cho cái đạo tràng đó thanh tịnh. Tiếng niệm Phật long trời lở đất, tiếng niệm Phật làm cho ma vương quỷ sứ kinh hồn bạt vía, tiếng niệm Phật làm cho 10 phương chư Phật hoan hỉ, đồng gì phóng tướng lưỡi, giải rộng tán dương khen ngợi, phóng đại quang minh, chiếu xuống pháp hội, tiếp rước chúng sinh, công đức vô lượng. Tại sao không làm? Tại sao chúng ta lại đi nghiêm cấm mà bảo chỉ có được đi chợ niệm thôi, còn đi pháp hội như vậy là ma nó ám vào? Không đúng đó, sai đấy, sai, bỏ đi. Tất nếu có trong nhà các Phật tử này còn có những băng đĩa giảng hay những quyển sách vị cư sĩ này viết đó, tốt nhất là gì? Đem bỏ đi, đem đốt đi. Nếu không đem đốt thì mang vào chùa để thầy đốt cho, tội thầy chịu, phúc thì các quý vị hưởng, mà chắc chắn không phải tội. Chúng ta đốt đi những cái gì phi pháp, những cái lời giảng phi pháp, những bài viết phi pháp của một số các vị cư sĩ chưa học đã cho mình gì, đã biết, chưa chứng nghĩ rằng mình đã chứng. Thay chư tăng lên tòa giảng, giảng nhăng giảng cuội, khuyên các Phật tử đi sai đường lạc lối như vậy, chắc chắn không phải tội đâu mà lo. Đó. Nếu các vị sợ cứ mang đến đây, thầy hóa cho. Đó, cho nên đấy thì